Việc cảm thấy không hạnh phúc trong giới trẻ tăng mạnh thì đã kéo Mỹ rớt khỏi top 20 nước có chỉ số hạnh phúc nhất trong báo cáo Hạnh phúc Thế giới năm 2024 vừa được công bố, Mỹ xếp ở vị trí thứ 23. Đây là lần đầu tiên nền kinh tế lớn nhất thế giới không nằm trong top 20 chỉ số hạnh phúc toàn cầu. Năm ngoái, Mỹ đứng thứ 15. Sự tụt hạng năm nay do cảm giác hạnh phúc của người Mỹ dưới 30 tuổi giảm mạnh. Những người trẻ tại bãi biển Miami này cho biết lạm phát là vấn đề khiến họ căng thẳng. Tôi nghĩ bởi vì cuộc sống hiện nay quá đắt đỏ, trong khi phần lớn mọi người vui hay buồn phụ thuộc nhiều vào tình hình tài chính. Đó thực sự là một cuộc đấu tranh nếu bạn không có ổn định tài chính. Đó là lý do vì sao ở đây rất khó khăn. Nếu bạn loại vấn đề tài chính ra khỏi bức tranh, bạn có thể hạnh phúc. Không nghĩ đến tiền, chúng ta sẽ hạnh phúc. That's where the happiness really comes from. Bảng xếp hạng dựa trên kết quả khảo sát tại 143 quốc gia và vùng lãnh thổ, cũng như dựa vào trung bình cộng 3 năm khảo sát gần nhất. Người dân được yêu cầu tự đánh giá cuộc sống của họ theo thang điểm từ 0 đến 10, gắn với các yếu tố sự hài lòng trong cuộc sống, GDP bình quân đầu người, an sinh xã hội, tuổi thọ và sức khỏe, sự tự do, sự hào phóng và vấn đề tham nhũng.